Tâm Cúc xin kính chào toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với chương trình của Tâm Cúc hôm nay. Hôm nay quý vị nhìn cái màn hình hơi tối tối ha, quý vị thông cảm nha. Tại vì hôm nay Tâm Cúc quay lại cái máy cũ, cái máy mới của em nó bị hư rồi thưa quý vị. Mình xài cái gì một thời gian lâu đó, nó bị hư. Cho nên hôm nay em quay mà nó lúc được lúc không à. Thì hôm nay em xin quay lại cái máy cũ. Thì cái máy cũ này khi mà quay á quý vị, trước khi Tâm Cúc kể câu chuyện này cho Tâm Cúc tám vài câu trước khi nói về cái máy cũ của cái người cũ tặng. Cái người cũ là một người bạn ở bên Mỹ quý vị, tặng cho Tâm Cúc cái máy em đang quay này cách đây đã 6 năm trước rồi đó quý vị. Và bây giờ nó bị một tới năm mà gửi tặng em từ năm 28 á, là gửi trong một cái chuyện tình cờ là sinh nhật Tấm Cúc mà anh gửi về Tấm Cúc không có hay, gọi là quà bất ngờ á. Thì Tấm Cúc xài tới năm 2020 thì em đi hội chợ vô tình đông người á chen lắng cho nên nó rất bị bể. Nó bể thôi nhưng mà bên trong vẫn xài được, mà cái mặt màn hình thì nó bị nứt. Thì thấy xót á, cho nên Tấm Cúc có làm clip than là cái điện thoại mình xài mà bị rớt bể thì mình thấy xót lòng vậy đó. Thì vô tình lại cũng có một cái anh ở bên Mỹ nữa nghe được cái clip đó cho nên là cũng bất ngờ tặng cho Tấm Cúc lại một cái mới nữa, là một cái 20 đó. Thì cái Samsung 20 năm đó cũng năm 2000 thì tặng cái Samsung 20 đó, Tấm Cúc xài từ đó tới giờ có 4 năm trời đâu ít đâu, cho nên là quay nhiều quá thì nó bị nóng máy á, rồi cái nó bị sọc á quý vị. Không biết cái tình trạng này quý vị có ai bị giống em không à? Cái máy điện thoại ở trên màn hình á, nó nhiều sọc giống như là nó bị cái áo sọc của mình vậy đó. Nó là sọc hồng, sọc đỏ, sọc xanh, sọc tùm lum sọc á, nó sọc tùm lum như nè. Đó thì nó yếu quá đi, nó chớp nhán á, như những cái tia phóng xạ trong đó nó gò gỉ ra ngoài đó quý vị. Cho nên khi em xài á, em bị nhức đầu lắm kìa. Tối mà nằm mà coi cái gì tí xíu, chương trình gì hay là gì đó là một hồi em bị chóng mặt á. Bị hoại luôn, em không biết bị tình trạng gì. Thì cuối cùng em mới suy nghĩ là chắc cái tia phóng xạ trong cái máy này nó phóng ra, cho nên làm cho mình bị đau đầu á. Em sợ cho nên là em phải xài lại cái máy cũ. Thì nếu em quay có cái gì nó tối tối thì xin quý vị thông cảm bỏ qua nha. Tại vì lâu quá rồi. Với lại vì sao mà em lại nhắc tới cái máy cũ này? Tại vì khi mà quay thì em lại nhớ cái câu nói của cái người tặng máy cho em quý vị. Cái người này là một người bạn và một người tri kỷ mà Tấm Cúc rất là quý. Nghe quý vị, Tấm Cúc và cái người tri kỷ này quen biết nhau có trên chục năm rồi. Chứ không phải gần đây đâu, trên chục năm mà thật sự Tấm Cúc chưa biết về mặt của cái người này, chưa biết về mặt của anh này. Mà anh này thì chắc thì quá gạnh Tấm Cúc rồi, Tấm Cúc làm clip mà lúc nào cũng thấy cái mặt trên đây thì đã biết rồi. Mà gửi quà tặng Tấm Cúc là toàn là bất ngờ không, chứ Tấm Cúc không có biết trước quý vị. Hồi đó giờ mà ai mà nói Tấm Cúc ơi để cho địa chỉ để anh chị gửi tặng này kia là thường thường Tấm Cúc sẽ từ chối. Tấm Cúc sẽ từ chối xin thưa quý vị. Nhưng mà khi mà mọi người biết địa chỉ, mọi người tự động gửi thì quà hay là gì đó nó về tới cửa nhà rồi. Thì mình cái tấm lòng của mọi người thì mình nhận. Chứ thật sự là mình không biết nói dùng lời lẽ nào cảm ơn mọi người. Thì như Tấm Cúc nói cái anh này nè, là hồi xưa là suối Tấm Cúc làm YouTube đó quý vị. Cái người mà tặng Tấm Cúc cái máy Tấm Cúc đang quay này nè, là hồi xưa ta suối Tấm Cúc là nói Tấm Cúc có gương mặt là có thể làm YouTube được nè. Nói chuyện cũng nghe là dễ thương, thì có thể làm, có thể thành công á, cố gắng làm thử coi. Đúng là Tấm Cúc cũng không biết tạo kênh như thế nào, anh hướng dẫn từ ly từ tí đó quý vị. Gọi mà hướng dẫn từ ly từ tí chứ không thấy mặt nha. Rồi Tấm Cúc làm từ từ. Mà Tấm Cúc nhớ hoài anh có thể nói với Tấm Cúc có những câu mà giống như là mình phải ghi nhớ trong lòng hoài. Hay lắm á. Tấm Cúc cũng may mắn gặp được cái người bạn, người tri kỷ này dạy cho Tấm Cúc từ bước rất là hay. Anh có nói với Tấm Cúc câu này mà em nhớ hoài quý vị. Anh nói là cái cầu á, dù nó có cũ á, mình cũng đừng có phá vỡ nó đi. Biết đâu đến lúc nào mình sẽ cần sử dụng nó, mình sẽ đi lại chiếc cầu đó. Trời ơi, nó hay một cái thì thôi đi. Bây giờ em xài lại cái máy cũ này nè, em mới thấy trời ơi, đúng cái câu đó. Anh nói cái cầu dù có cũ cũng đừng có phá dở đi. Có một ngày mình sẽ xài lại. Giống như cái máy này nó bể, mà nếu em không để dành lại, em không để đây, mà em cho ai hay là em bán rẻ cho ai, em nói ví dụ gì hay là gì đó, tại em có máy mới mà. Em phá vỡ nó đi rồi, thì bây giờ đâu có để mà xài lại. Đó, thấy không? Cho nên bây giờ nó quay trở lại cái máy kia nó hư rồi, quay trở lại xài máy cũ. Đúng như cái câu mà cái cầu dù có cũ mình cũng đừng có phá vỡ nó đi. Thật sự cảm ơn anh rất là nhiều cái câu này. Và một cái câu tiếp theo nữa là anh hay nói là sống tự lập bằng cái đôi chân mình chứ đừng có dựa dẫm vào ai. Thiện tí Tấm Cúc sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện mà đừng dựa dẫm vào ai.
thì bây giờ em tám trước, thì anh nói như vậy, anh nói bây giờ dù cái người đó giàu sang cỡ nào đi nữa, người ta có che chở được cho em cả cuộc đời không? Vợ chồng cũng vậy, mình là vợ chồng yêu thương nhau thiệt, nhưng mà không có biết đến lúc nào mà có cái gì đó nó gãy đổ trong cái duyên nợ này, kẻ đi trước người đi sau, hay là có người thứ ba chen vào giữa vợ chồng, mình không biết được. Cho nên là cách tốt nhất mình phải làm gì bằng đôi chân đôi tay của mình đứng lên cái đôi chân của mình sẽ vững hơn. Thì em cố gắng em làm một cái kênh YouTube đi, em kinh doanh buôn bán ha, làm cuộc sống em ở ngoài đời đó, em làm bất cứ cái chuyện gì thu nhập hàng ngày, nhưng mà em làm thêm cái kênh YouTube biết đâu được thì sẽ rất là khá. Tại anh coi anh thấy bà con á, những người mà làm YouTube á rất là khá đó, em thử đi, em có năng khiếu đó. Những cái lời động viên của anh này làm cho Tấm Cúc phải cố gắng cố gắng, cho nên cái ngày hôm nay Tấm Cúc có được kênh YouTube này, thật sự Tấm Cúc rất là cảm ơn anh. Tấm Cúc chia sẻ trên đây chắc là anh sẽ nghe, tại vì lâu quá rồi Tấm Cúc với người này cũng không có liên lạc, không có nói chuyện với nhau, thưa quý vị. Nhưng mà Tấm Cúc trong cái tư tưởng Tấm Cúc, trong cái tâm Tấm Cúc biết là anh rất là theo dõi cái kênh của Tấm Cúc. Tại vì một người tri kỷ như Tấm Cúc nói với quý vị là đã trên chục năm, đã kiểu như huấn luyện Tấm Cúc, một người thầy, một người tri kỷ, một người bạn và cũng là một người thầy sư phụ luôn á, thì làm sao mà có thể mà làm ngơ với một cái người như Tấm Cúc như thế này làm kênh hàng ngày. Thì Tấm Cúc nghĩ là chắc anh đã theo dõi, cho nên là khi mà anh nghe này là anh biết Tấm Cúc cũng đang rất là nghĩ đến một cái người tri kỷ, một cái người sư phụ như anh, và một cái người mà luôn đồng hành với kênh của Tấm Cúc, cũng như luôn giúp đỡ che chở những cái gì mà Tấm Cúc khó khăn mà Tấm Cúc không có giải quyết được, không có suy nghĩ để mà gỡ khúc mắc được. Thì Tấm Cúc hay có hỏi anh, hồi đó Tấm Cúc hay có hỏi anh đó quý vị, hay có nhắn tin hay gì hỏi anh, thì anh nhắn tin anh trả lời qua email, hay là anh gọi anh trả lời chứ không có thấy mặt được. Đó là một cái điều mà Tấm Cúc cảm thấy là có một cái gì đó mình quen biết trên chục năm mà không có thấy mặt, không biết mặt được, cũng rất là hay. Rồi bây giờ anh biến mất mà Tấm Cúc cũng không biết anh là ai luôn, nhưng mà những cái gì mà anh đã giúp cho Tấm Cúc có được ngày hôm nay không phải là anh giúp tiền bạc, thưa quý vị, anh không bao giờ giúp tiền bạc cho Tấm Cúc. Anh chỉ mua tặng cho Tấm Cúc những cái máy móc, thưa quý vị, những cái headphone mình đeo nè, thì anh cũng từ bên Mỹ anh gửi về. Anh gửi về năm đó, năm 2015, mà Tấm Cúc xài tới bây giờ mà cái headphone nó không có hư quý vị, nó vẫn hay bình thường. Những cái sao cạc nè, rồi những cái điện thoại thì anh có tặng cho Tấm Cúc hai cái rồi đó quý vị. Hai cái điện thoại, một cái hồi thời mà Samsung Galaxy S6 thì anh tặng cho một cái màu trắng, rồi Cúc xài đâu cũng, cái đó là 2015 thì anh tặng cái, rồi xài mấy năm trời tới 2018 thì anh lại tặng cái Note 9, Samsung Galaxy Note 9 màu tím rất là đẹp. Thì bây giờ Tấm Cúc đang quay đây đó quý vị, mà bây giờ tiếp tục hư nữa rồi. Mà Tấm Cúc muốn nhắc đây để quý vị thấy được là con người của em á, là trọng ân tình với lắm. Ai tốt cho em là em nhớ hoài, dù người ta không còn mà nói chuyện với mình hay là không có liên lạc không gì hết á, nhưng mà trong cái tư tưởng mình á, mình vẫn mang ơn cái người đã giúp mình trong cái lúc khó khăn. Thật sự rất là mang ơn những lúc mà mình khó khăn có ai đó giúp mình vật chất, tiền bạc hay là những lời nói tốt cho mình thôi, thì mình cũng mang ơn người ta hoài đó, thưa quý vị. Đó là tấm lòng của Tấm Cúc như vậy. Trừ khi người đó có vợ hay gì thì mình không có dám nói vô cái cuộc sống người ta, không có dám dùng lời cảm ơn mang ơn nữa, tại vì đôi khi sợ người ta, vợ người ta hiểu lầm. Chứ trong trong cái tư tưởng mình lúc nào cũng mang ơn người ta hết á. Thì qua đây thì em xin cảm ơn cái người bạn tri kỷ, một cái người anh, một người sư phụ đó nha, và cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với em. Bây giờ em xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe, nói về sống đừng có dựa dẫm vào cái người khác. Nó rất là ý nghĩa đối với cái cuộc đời của chúng ta cũng như đối với cuộc đời Tấm Cúc. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị. Có một cái anh chàng này, anh bị mù. Anh bị mù mà anh đi qua nhà bạn chơi. Bị mù nhưng mà người ta nói mù ở trong cái năng khiếu của mù á, người ta sẽ thấy đường cái kiểu kiểu của mù. Có nghĩa là thấy đường cái kiểu mà tự suy nghĩ cái dò đường đi nè, hay là mình gờ 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 gì mình biết nè, mình cảm giác trong cái đầu mình nè, mình tự lập á, rồi cái đường mình đi mình cũng biết là mình là cái người bị mù, nếu mà mình đi sai tí xíu mình sẽ té liền, cho nên lúc nào mình cũng có cái đề phòng, mình cũng có một cái sự kỹ lưỡng sát sao với cái tinh thần của mình, tại vì mình mù mà mình cố gắng. Thì cái khoảng thời gian nhiều năm trời anh bị mù mà không bao giờ anh bị lạc đường hay bị té. Nó hay cái chỗ chỗ đó, đó anh đi anh nhờ đường, anh qua nhà bạn chơi hoài, bạn này bạn kia chơi hoài, không bao giờ bị té quý vị.
hay tư tưởng gì đó. Nhưng mà đến một cái ngày hôm đó anh cũng cầm cây gậy và anh dò đường, anh đi qua nhà bạn chơi, qua tới nhà bạn ok an toàn luôn, thì vui chơi với bạn xong tới mà tới tối anh mới đi về. Thì tối anh mới dò đường đi về, thì anh đi ra đi về thì cái người bạn đó đó mấy là đưa cho anh một cái cây đèn pin. Người bạn mới đưa anh đèn pin nói là anh cầm cây đèn này nè để mà anh gọi đường đi về. Thì cái người mù á mới trả lời là trời ơi ông ơi, tôi mù tôi có thấy đường đâu mà gọi đèn pin để đi về, tôi có thấy đường đâu mà gọi đèn. Thì cái người bạn á mới trả lời là tôi biết ông mù ông sẽ không có thấy đường mà gọi đèn pin đi về, nhưng ý tôi ở đây á là tôi muốn ông gọi đèn thì cái người khác thấy được ông á, mà người ta tránh, thấy không? Cái tỷ như ông gọi đèn ông đi á, cái người khác thấy cái đèn pin á là ông đi tới đâu á là người ta chạy xe hay người ta đi bộ gì đó, người ta gặp ông, người ta thấy ông gọi đèn thì người ta tránh bằng bên thì ông an toàn. Cái người mù nghe có lý, ok mình cầm cái đèn mình đi tốc độ luôn, người ta thấy mình ta sẽ tránh. Và thế là anh đã cầm cái đèn pin của người bạn đưa, rồi anh đi ra đường á, anh đi nghiêng mặt luôn. Hôm nay anh không có theo cái tâm trí cái người mù mà tự dò đường đi, mà anh nghĩ là cái cây đèn pin này nó sẽ giúp mình cứ xẹt cái đèn pin là mình đi tới nước, mình đi ào ào, tại vì người khác sẽ tự động thấy cái đèn pin và sẽ tự động tránh mình. Thì anh cứ cầm đèn pin gì nè, rồi anh đi tân 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 tân, anh đi một hồi tự nhiên anh nghe một cái gầm, thì một người đã đụng vào anh và anh đã té qua lề. Người ta đụng vô một cái gầm thì anh té xuống lề, thì anh mới quay lại anh mới hỏi cái người mà đụng anh nói làm gì đụng tôi dữ vậy, bộ không thấy đường hay gì mà đụng tôi cái gì vậy. Cái ông nói làm gì ông đụng tôi cái muốn chết à, đi đâu mà đi kỳ vậy. Cái ông nói tôi cầm cái đèn pin này bộ không thấy là tôi đang xẹt cái đèn pin hay gì mà không thấy được cái ánh sáng là gì mà đụng vô tôi để cho tôi té cái gì vậy. Thì cái người đụng á là mới phát hiện được là cái anh té này là bị mù. Nói vậy là người ta biết rồi, người ta mới nói trời ơi ông ơi, cái cây đèn pin ông nó hết pin rồi, cái cây đèn pin của ông hết pin này mà ông cứ cầm ông chĩa đi, ông đi gì nè, rồi không đụng vô người này cũng đụng vô người khác à, hên là ông đụng vô tôi còn nhẹ đó, chứ mà ông đụng vô xe hay là gì là ông còn tiêu nữa. Cây đèn pin hết pin rồi mà ông không hay, ông cứ sạc ông đi hoài. Thưa quý vị, cái câu chuyện nó như thế thôi, nhưng mà mình thấy được là đừng có dựa dẫm vào người khác, mình phải tự lực mình. Tại vì từ trước tới giờ anh mù này không bao giờ bị té, tại vì cái cảm giác ảnh là anh mù, ảnh có cái mà tự lập, một cái là phòng thủ riêng cho mình rồi, cố gắng rồi, đứng lên đôi chân mình là không bao giờ mình té. Còn bây giờ mình dựa dẫm vào người khác có nghĩa là dựa dẫm vào đâu, dựa dẫm vào cái cây đèn pin này nè, dựa dẫm vào cái người bạn đưa cho mình cây đèn pin, mình nghĩ là cái đèn pin này nó sẽ hỗ trợ mình và người khác sẽ tránh mình, không bao giờ mình bị té. Thấy đèn pin là tự tránh mình à, rồi cuối cùng mình bị té. Đó là mình ỷ y vào cái cây đèn pin, đó là mình dựa dẫm vào cái người bạn làm tự nhiên mình bị té. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy quý vị, khi mình làm cái gì đó mình nghĩ là người đó sẽ giúp đỡ mình, ok mình cứ việc làm đi, chắc chắn người đó sẽ giúp đỡ mình, rồi người ta không giúp đỡ mình thì mình cũng bị té, mình bị nợ, mình bị đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết. Đó là một cái là dựa dẫm vào người khác. Mình á, cái năng lực mình thì mình làm, mình không chịu làm đâu, mình đợi người ta làm rồi bắt đầu mình mấy là nửa muốn làm nửa muốn không, sợ này sợ kia, có là nghĩa là không có được. Sống là phải biết là tự lập trên cái đôi chân của mình, giống như cái mẫu chuyện thứ mới thì. Và thêm một cái mẫu chuyện này nữa quý vị, cũng là gọi là đừng dựa dẫm vào người khác, lớn quá chuốc quả vào thân. Thì một câu chuyện nữa như thế này quý vị cũng rất là hay, nói về một cái cụ ông. Cái cụ ông này á, ổng á là quen à, cái người mà không có nhà cửa, không con cái, không nhà cửa, thì ông đi dắt dưỡng đầu đường xó chợ, và nó có tạo cho ông một cái cũng tinh thần thép, một cái tinh thần là nóng nực không sờn mà lạnh lẽo cũng không màng, không sợ gì hết, dù tuyết đổ gầm gầm trời lạnh ông vẫn có một cái gì đó ông tự vệ, ông tự cảm giác là mình phải cố gắng vượt qua một cái lạnh lẽo này, cái giông bão này để mà mình cố gắng. Thì hết mùa này tới mùa khác ông vẫn bình thường, ông ngồi tuyết rơi đầy, xe cộ qua lại đầy luôn, ông vẫn ok, người chạy xe người gung cầm cập, nhưng mà ông vẫn ngồi bên đường không sao, không có xi nhê gì ông hết, tại vì mình quen rồi, cái cơ thể mình nó đã có sức đề kháng rồi, quen rồi. Rồi
Vô tình một ngày ông ngồi ở bên cái góc đường á, mà tuyết nó rơi đầy hết trơn. Ông cũng rất là lạnh, nhưng cái lạnh đó nó không làm cho ông gục ngã. Tại vì ông quen rồi, ông quen với cơ thể mình ở ngoài chịu sương chịu tuyết rồi. Thì vô tình có một cái người đàn ông giàu có đó, họ chạy xe cũng rất là xịn nha. Thì họ đi tới thì họ phát cái lòng, phát cái tâm tốt. Khi mà họ thấy cái người già như thế này, đáng tuổi bằng cha bằng chú mình á, mà ngồi ghét rung ở bên đường, bên góc đường. Cho nên cái người này, người đàn ông trên xe này mới chạy tới và dừng xe lại. Vừa dừng xe lại và hỏi là nhà ông ở đâu mà ông ngồi đây như vậy. Nhà ông ở đâu, có thể lên đây tôi chở ông về nhà, tôi cho ông quá gian về nhà ông để trời lạnh giá tuyết như thế này. Thì cái ông này ông mới nói là tôi là không có nhà. Cảm ơn cậu, tôi không có nhà, không con cái gì trơn á. Tôi phải ngồi ở đây như vậy, tôi không có nhà, đợi nào bớt lạnh thì thôi. Thì cái người đàn ông trên xe này phát tâm rất là thiện, giống như là tội nghiệp quá. Thấy cái người như thế này tội nghiệp quá, mà trong khi mình đang đi trên xe mình không có những cái đồ nào, mà đồ ăn, thức uống hay là áo chống lạnh gì hết. Trên đường đi làm về mà đâu có chuẩn bị mấy cái đó. Cho nên cái anh này anh mới nói là thôi được rồi, ông cứ ngồi đây đi, ông ngồi đây ông đợi đi, để tôi chạy về nhà tôi lấy đồ ăn với lấy áo ấm ra cho ông nha. Ông ngồi đây ông đợi, tôi sẽ chạy về lấy ra cho ông liền. Thì cái ông này ông cảm ơn, nghe nói có người tặng đồ ăn với áo ấm rồi nên mình mừng. Thì ông này ông bắt đầu ông trông chờ nha, ông y lại là trông chờ. Thì cái người đàn ông trên xe này chạy về nhà. Chạy về nhà thì khi mà về tới nhà thì có công việc ở công ty, ở chỗ làm đột xuất. Cho nên anh này mới nghe điện thoại và công việc nó ập tới cho anh nhiều quá, làm cho anh quên mất cái lời hứa với cái ông cụ đang ngồi ngoài tuyết lạnh này là sẽ đem đồ ăn và áo ấm đến cho ông. Anh này lo vô công việc, lo và quên đi. Qua tới cái ngày hôm sau, tới ngày hôm sau thì anh đi làm, trên đường về thì anh thấy người ta bu đông cho đó quá. Thì anh mới tấp xe vô, anh mới nhớ trực lại tấp xe vô thì anh thấy là cái ông cụ ngày qua anh hứa cho áo và cho đồ ăn đã chết cống rồi, đã lạnh quá chết cống. Và khi mà cái người đàn ông đó bước xuống, cảm thấy là ôi trời, mới ngày hôm qua mình còn nói chuyện với ổng, mình nói về đem áo đem đồ ăn cho ổng, không còn cảm ơn rồi mà sao bữa nay ổng chết rồi. Thì có người mới nói là ông cụ này ổng lạnh quá trước khi ổng chết, mà ổng còn có nói là tôi hồi đó tới giờ trời lạnh trời giá trời tuyết tôi không sao hết, tôi cố gắng tôi chịu qua được. Nhưng mà hôm qua có một cậu kia, cậu nói là cậu đem áo với đem đồ ăn cho tôi ý y, tôi không có ăn uống gì trơn rồi, tôi ý y với trời lạnh tôi không còn cái sức đề kháng trong người tôi biết là cái người đó sẽ đem đồ đến cho tôi, và tôi chờ trong cái hy vọng và tới tuyệt vọng, và tôi đã bị lạnh cống và tôi đã chết, và tôi lạnh cống tôi chịu không nổi. Đó là cái lời chúc hơi thở cuối cùng của cái cụ ông đã trăn trối lại và một người đã nghe được và đã kể với anh này. Thì cái người đàn ông trên xe này cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cái cụ này, cảm thấy là người ta tự lập được chỉ vì cái lời hứa của mình mà người ta phải thất vọng và phải chịu cái cơn ghét và phải chết như thế này. Nếu mà mình đừng có hứa thì người ta, cái cơ thể người ta tự có cái kháng sinh, tự nhiên người ta cảm thấy là mình phải chống chọi lại trong cái giông gió này. Còn bây giờ là ý y có người giúp đỡ mình thì mình rất là ý y. Thế vì những cái mẫu chuyện như thế này mà mình thấy trong cái cuộc sống mình cũng vậy. Làm có người á, làm thì không lo làm, mà ý y có người giúp mình không à. Lúc nào cũng than phiền, trời ơi tôi đau khổ, tôi đau bệnh, cho tiền tôi đi hay là gì đó, rồi cho ít, rồi phải cho nữa, cho hoài, cho thành một cái thói quen. Khi người ta ngưng, người ta không cho thì trách móc người ta bây giờ không biết điều, không này, không kia, đủ thứ. Rồi cho người ta là giống như cái bổn phận phải lo cho mình, người ta không cho nữa, cái bắt đầu là giận người ta. Trong cuộc sống có nhiều người như vậy đó quý vị, cứ là ngồi không mà đợi người này người kia cho như vậy thì không có được. Mình sẽ mất cái sức đề kháng của cái con người tự nhiên của mình đi. Cho nên mình đứng lên cái đôi chân của mình, như hôm nay là sống đừng dựa vào người khác, phải tự đứng lên cái đôi chân của mình. Thì Tấm Cúc Tấm thấy ngẫm cái sự đời rất là hay. Có những cái mà mình làm mình thấy nó thất bại thiệt, mình thấy mình làm không có nên thăng nên hình dữ chân, nhưng mà đó nó sẽ cho mình một cái bài học, thưa quý vị. Nó sẽ cho mình một cái bài học rất là hay về cái cuộc sống, cuộc đời này, mà mình cố gắng hơn nữa. Chứ đừng có nói là ok mình sẽ làm không được, thôi đừng làm. Mình chưa có làm thì mình đã thất bại với cái năng lực của mình rồi. Có nhiều người tính làm chuyện gì đó chưa có làm nữa là mình cảm thấy mình làm chuyện đó không được, thôi không làm, thất bại. Ủa mình chưa làm sao mình biết mình thất bại? Mình làm đi. Nếu mình thất bại thì cũng là một cái trải nghiệm cho mình.
chưa làm nó thất bại rồi, làm cái gì cũng xúi người ta là không chịu làm hết trơn. Rồi còn nhiều người còn mà không làm còn nói này nói kia nữa. Thôi cứ ở vậy hưởng rồi hay gì đó. Đó là một cái sai lầm. Trong đời sống này em nghĩ là mình phải cố gắng, mình cứ cố gắng. Mình làm bữa nay không có được thì ngày mai có được. Mình làm những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình vậy nè. Nó đến một cái gì đó cũng như chuyện này nó lắp vào chuyện khác nó lắp vào chuyện khác. Em nói thêm một cái nữa cho em tám hai ba câu nữa nghe quý vị, như thế này. Giống như có một cái anh chàng này. Anh chàng này ảnh đi làm, ảnh đi xin việc làm. Nhưng mà cái chỗ việc làm đó lương rất là thấp. Lương 4-5 triệu một tháng đi. Em nói ví dụ vậy đi. Thì anh này ảnh không chịu làm, ảnh nói bây giờ thà là tao ở không chứ làm 4-5 triệu bạc một tháng sao đủ xài. Cho nên không làm. Đó thì không làm. Thì cái người khác, cái người mạnh mẽ khác, người ta cảm thấy là bây giờ tôi ở không, tôi ăn thì tôi sẽ tốn tiền, tôi sẽ lâm nợ mà tôi không có tiền. Trong khi bây giờ tôi đi làm tháng 4-5 triệu thì cái thời gian tôi làm tôi cũng ít ăn cái miệng tôi lại, thì tiền tôi nó cũng còn 4-5 triệu, ít ra đỡ hơn không có đồng nào. Một tháng làm 4-5 triệu đỡ hơn không có đồng nào. Thì anh đó đi làm. Nhưng mà quý vị biết trong cái lúc mà làm 4-5 triệu này á, thì cái thời cơ khác nó lại đến nữa. Người ta thấy mình có công ăn việc làm. Cái chỗ khác nó nhìn thấy muốn tuyển cái thằng này vô làm hay là cái cô này vô làm. Mà cái cô này đang làm chỗ này có nghĩa là người ta vẫn có công ăn việc làm. Thì người ta mới tuyển vô. Không ai khi khổng khi không tuyển một cái thằng thất nghiệp vô chứ. Người ta không có thấy cái năng lực nó làm. Mình đừng có nghĩ tới chuyện lương, mình nghĩ tới chuyện mình đã có công việc làm đi. Thì cái người khác, em nói ví dụ như cái chủ công ty này nó giàu quá đi, ông giàu quá đi. Ông thuê mình làm bảo vệ ha, mình làm lính lát gì đó tháng 4-5 triệu. Rồi cái chủ khác nó giàu hơn nữa, nó lại nó hợp tác với cái chủ của mình. Em nói ví dụ vậy đi, cái chủ khác nó lại hợp tác với ông chủ của mình. Thì hai người hợp tác vô tình lại đến gặp. Thì có mình ở đây, mình đang làm việc cho chủ của mình mà. Thì có thể là đôi khi mình sẽ gặp được đối tác này, gặp được đối tác kia. Thì công việc nó luân chuyển nhau. Biết đâu mình sẽ gặp cái chỗ làm ngon, người ta cảm thấy mình tự nhiên có năng lực, cái người ta kêu mình à có thể làm cho tôi, hay là có thể công việc này kiểu kia đổi qua đổi lại, hay là cái chỗ này nó sa thải nhân viên thì cái chỗ này cũng nhìn thấy mình cũng đã quen trước, người ta cũng kêu mình được, còn đỡ hơn mình ăn không ngồi gọi mập cái thay mình lên không có ai kêu hết. Em nói cái gì mà cứ ở không hoài không ai kêu làm khỉ mốc hết, dù mình làm lương ít mình cũng phải gắng làm đi, người ta nhìn thấy cái năng lực mình người ta mới kêu mình làm nữa, chứ đừng nghĩ là lương ít quá không làm. Không ai mà mới bước chân ra đời mà làm lương tháng 100 triệu chứ. Phải từ thấp mới lên cao. Không ai mà đẻ ra mà có mặc đồ sẵn hết trơn. Người nào cũng trùng chặn hết trơn. Rồi bắt đầu làm, có người thì phát đạt, có người thì... Em nói, may mắn á, trong cuộc đời của con người á, là chừng 10% mà. Nhưng mà 90% phải cố gắng từ cái năng lực của mình. Còn may mắn chỉ có 10% thôi. Chứ đừng nghĩ là cuộc đời đó may mắn 100% là không bao giờ có chuyện đó. Mình phải làm cái gì á, thì cái những may mắn, cái cơ hội nó mới đến với cái con người mình. Chứ mình đừng có nghĩ là mình ngồi đó tự nhiên may mắn cơ hội nó đến với mình. Không có đến đâu. Nó có đến đi nó cũng lướt qua thôi, chứ không bao giờ mà đến mà nó ở yên với mình. Mình ngồi, mình cứ ngồi chờ sung gụng mình ngồi đó đi. Những cơ hội may mắn nó đến, đến tới mình thiệt. Mình thấy à thấy không, tao ngồi không cũng may mắn đến. Nhưng mà nó đến rồi nó lướt qua. Đến rồi gặp mình xong lướt qua luôn làm cho mình hối tiếc. Chứ không phải là đến mà để ngồi lại với mình. Đó là trong cuộc sống có nhiều cái trải nghiệm. Ví dụ đối với gì, em thì tuổi đời em cũng không có bao nhiêu, nhưng mà được cái là em suy ngẫm rất là nhiều, và em luôn lắng nghe những cái ý kiến của quý vị khán giả cũng như những cô chú bác, những người đi trước á, cho em những cái ý kiến á, em rất là tiếp thu và em rất là nghe những cái gì điều hay lẽ phải trong cuộc sống á, ngoài đời cũng như ở trên những cái sách vở, cũng như những cái nói chung là những cái trang mạng, những cái gì mà nói về những cái hay ho là em đều sưu tầm em nghe, để mà trước tiên thì mình biết thêm cái cuộc sống, cái thứ hai nữa là mình có thể tám chuyện, mình cũng biết một chút xíu gì đó để mà tám chuyện với quý vị. Thì em tám chuyện có cái gì mà chưa đúng hay sơ sót gì thì cũng mong quý vị là thông cảm và góp ý tiếp em. Thì em thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Qua đây hôm nay thì Tám Cúc xin chia sẻ đến quý vị một tí xíu, hai mẫu chuyện ngắn và tám chuyện chút xíu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành với kênh Cúc Channel của em, của Tám Cúc. Yêu thương quý vị rất là nhiều. Tám Cúc xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Em Kể Chuyện tiếp theo. Xin chào quý vị.